Hello, chào mọi người. Kính chúc mọi người một ngày giỗ tổ Hùng Vương, được nghỉ bên gia đình, một sức khỏe dồi dào, một tinh thần ăn nhậu đoàn kết. Tất cả vì ăn nhậu tiến lên. Mọi người ạ, thì nhà cụ Song Quang Minh hôm nay cũng nghỉ, chẳng có làm gì cả. Thì thực ra là mình cũng nghỉ quanh năm, cũng nghề nghiệp cũng tự do nên cũng sướng. Nhưng hôm nay mình sẽ làm video, một cái video cho các bạn xem là mình đã vừa làm xong cái con gà đống táo. Thì trong quá trình làm nó chả có người quay, xin gọi là làm lọc vặt lông và lép xong rồi, sát muối xong rồi. Nó gà đống táo làm nó mệt lắm, cái da của nó dày mà đường trong nó mệt, nói chung là mệt. Thì hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn một cái video cùng mang tính chất vui thôi các bạn, đó là gà đống táo hai món các bạn nhé. Thì hai món nó như thế nào thì mời các bạn theo dõi của Song Quang Win các bạn. Ok, let's go, đi làm. Củ này là củ khoai lang à em? Dạ. To nhỉ? Đâu, khoai ấy. Khoai dẻo hả? Có cả khoai lang đúng không? Có cả khoai lang. Vợ chồng tiền thì không có, cứ loay hoay làm ăn nhậu. Chán mẹ. đấy các bạn, con gà này gà mái thôi các bạn ạ, chứ không được gà trống đâu. Con gà trống thì tịt đặt Tết mất rồi. Con gà này nó nằm tầm hơn 3 kg một xí các bạn, nó nặng lắm. Gà này mình nuôi này, cái da này mình nuôi được khoảng 4-5 năm rồi các bạn nha. Thì đẻ nhưng mà mình chẳng mang lay giống được, tại vì đẻ đến đâu mình cũng không có chăm chú cho nó ấp ấy, chẳng có giống. Lần này hết giống luôn rồi các bạn này, những cái da của nó sần sùi thế này này đó, những cái lông rồi cái bẩn nó trà vào đây này, mình phải trà rượu nước nóng rồi cạo. Ui sợ vất vả lắm các bạn. Ui sợ. Quay cho các bạn xem này. Ui cái mỡ này. Khi mà gà mái thường thường nó có mỡ các bạn ạ. Gà đang đẻ này này. Gà mái thường thường nó mỡ các bạn nha. Nhưng hôm nay là ngày giỗ Hùng Vương nên thôi thịt cho anh em thưởng thức cái món gà đống táo cuối cùng của mình. Rồi ok, mình sẽ đi lược cái thịt ra các bạn ạ. Lược cái thịt ra thì mình sẽ làm một cái món đó là gà mình xào bơ em nhỉ. Mình xào bơ ăn. Cái vị gà đống táo này nó sật dai, nó ngon lắm. Và thứ hai là cái xương mình sẽ làm nước súp để ăn với bún các bạn nha. Súp có củ quả, đấy, mấy cái củ khoai kia kìa. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lược xương các bạn. Cái thịt gà đống táo này công nhận là nó ngon quá các bạn ạ. Các bạn thấy không? Nạc không này, da nó dày ơi là dày. Mình nhìn là nghĩ tới là đẹp thèm rồi các bạn ạ. Đúng là nghĩ tới ăn là thèm rồi. Người mập mà.
món này chúng ta bỏ thêm ít tỏi các bạn nha, không cần đập dập đâu, chúng ta cắt lát như thế này. Món xào bơ này có tí tỏi này cho nó thơm. Một ít hành tím. Xả với ớt thì mình bỏ trong rồi. Cũng nhiều thịt ra phết đấy các bạn ạ. Lược ra xong rồi lấy xương ninh củ. Còn thịt mình để xào bơ này, tô luôn các bạn này, nhiều ra phết đấy. Là còn chôm để dành cho tin cái đuôi nữa, chết thật. Cái này là món uống rượu, chính vì vậy chúng ta ướp được có mặn các bạn nhé. Mình ướp một ít bột nêm. Đa số này mình ăn bột nêm các bạn ạ. Ít khi thật cả ít khi ăn muối lắm. Bỏ một xí mà muối thôi. Một ít bột ngọt. Một ít dầu điều. Những chất dầu điều là làm cho cái màu nó đẹp lên các bạn. Một muỗng canh nước mắm thôi các bạn nha. Rồi ok, rồi bây giờ chúng ta quấy đều nó lên. Các bạn thấy chưa, màu nó đã đẹp rồi đó. Ướp gia vị ngấm đều lên, lúc nào ăn thì chúng ta bỏ bếp lên thôi các bạn. Chúng ta làm món sơ sơ đông tảo hai món vậy thôi. Đông tảo này, đông tảo 5 năm nhỉ? 5 năm đấy em ơi. 5 năm rồi. Xả thơm quá. Này xào với bơ này các bạn nha. Xào bơ thì nó thơm lắm luôn đấy. Rồi chúng ta để ướp lúc nào ăn, chúng ta bỏ lên bếp nấu các bạn. Luộc thêm ít thịt heo để quạt bánh tráng. Còn cái xương, cái cổ cánh thì mình ninh củ quả các bạn nha. Chúng ta bỏ ít dầu ăn vào cái thịt xào bơ các bạn nhé, để lát nữa mình là xào nó không bị khô các bạn ạ. Quá này quá ướp ngấm gia vị luôn. Ok, bây giờ mang đi xào cùng mọi người nha. Đây là những đứa trẻ thời kỳ a.com ăn cơm là phải xem điện thoại iPad đúng không tin nhìn? Chào các bác chưa? Giơ tay lên. Mình là cái gì? Mình là Jin lời và tin à, quên Jin xấu trai. Anh Jin đẹp trai hả? Ok mọi người ơi, nhà mình bắt đầu dọn cơm lên ăn rồi. Thì bây giờ bắt đầu mình xào cái món của mình các bạn nhá. Này, gà đông tảo xào bơ nè, gà đông tảo hai món thôi các bạn. Món này với món canh xương nó hầm với lại củ quả để ăn với lại bún thôi mọi người nhá. Mình tăng nhiệt độ lên, ok. Ok, mình bỏ bơ vào mọi người nhá. Cái nồi này nó hơi mỏng một xí. Đó là có cái nồi bằng gang á các bạn ạ. Có cái nhà hàng có cái chuyên dùng bằng gang thì nó sẽ không bị, nói chung là không bị tốn bơ nhiều. Còn làm bằng cái này tốn bơ nhiều lắm các bạn. Được không? Ok. Rồi, mình sẽ xào ít một ăn các bạn. Thơm bông nhỉ? Trời ơi, cái món này thơm lắm các bạn ơi. Tôi xịt cái máy quay ra xíu nó thơm ghê luôn. Thơm quá. Quá là thơm luôn. Tăng xí nhiệt độ. Trời, chim ơi, chim đi làm cái chuyện gì mà chồng móc lên cái trời vậy? Nó thơm lắm mọi người ạ, rất là thơm luôn. Em Chim ơi, lúc này nó
Thơm quá là thơm, thơm quá là thơm luôn. Ui trời ơi, món này nó thơm lắm mọi người ơi, khó cường lắm. Cái món này phải uống bằng rượu mọi người nha, chứ không bia là không có ngon đâu. Trời ơi, đã chưa mọi người. Cái món thứ hai đây, gà đông tảo 5 năm 2 món các bạn. Đấy chưa, hầm với lại khoai này, củ này, các kiểu luôn. Đấy thôi, ăn sơ sơ. Đấy các bạn thấy chưa, đấy, ngon quá. Mình nấu như thế này nhưng mà thực ra là cái miệng thèm lắm đó các bạn ạ. Cái miệng rất là thèm rồi đó. Chảy hết nước miếng trong miệng rồi. Úi dồi ôi, cái món này ngon. Úi dồi mọi người này. Đấy, cái nước này chăn bún. Ngon lắm. Ngon quá. Da nó sực sực mọi người. Trời ơi, không chê được. Ăn lại miếng này cho các bạn xem nha. Có một, ngon quá. Một mẹ. Đây các bạn thấy không? Rồi chị Ba sẽ xong kia. Chị Lan đang xuống. Đấy. Mình mời các bạn nha, làm đi rượu của mình với anh em này. Bạn nói sao? Bạn ngoài sao? Đây mọi người. Ngon. Rất là ngon mọi người ạ. Thật sự luôn, món đi cùng. Hey, chúc mừng ngày giỗ tổ Hùng Vương này. Đấy, đại gia đình này. Anh chị mới xuống này. Đấy, cái món gà đông tảo hai món các bạn nha. Hai món thì thực ra lại rất là nhiều món luôn, lẩu hải sản này. Đấy, thịt heo quay này, rất là nhiều. Đường Anh, dai dai ngon không? Em vừa mới cho đó. Từ sáng giờ cậu ta tường cháu chơi bên điện tử bên kia. Đều có lâu đấy em ngủ gì. Có một gà đông tảo hai món ngon tuyệt vời. Kính chúc mọi người ăn ngày giỗ Hùng Vương hạnh phúc vui vẻ bên gia đình các bạn nhé. Mình còn xin kết thúc video tại đây. Rồi, tạm biệt mọi người.